va reprendre un peu différentes notions. Chúng ta sẽ nhắc lại một số khái niệm một cách nhanh chóng. Đối với Startup, giữa khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp Startup có một sự khác biệt. Tuy rằng quá trình phát triển là giống nhau, thế nhưng đối với một Startup thường có một yếu tố đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ nói chung hoặc lĩnh vực quản lý. Và cuối cùng, phải tập trung nhiều phương tiện vào để cho phép một tốc độ phát triển nhanh chóng, cho phép lấn chiếm các thị trường mới, đạt được một doanh thu đáng kể. Vậy, Startup là một mô hình kinh tế. Ở đây, chúng ta xem xét sự chuyển biến giữa giai đoạn tìm kiếm, giai đoạn bạn đang nghiên cứu, phát triển ý tưởng nào hay, ý tưởng này liên quan đến vấn đề gì. Này, tôi có một ý tưởng, nó có thể giải quyết một vấn đề. Cho nên, bạn đang tìm kiếm một ý tưởng hay, bạn phải ấp ủ ý tưởng đó. Đây là giai đoạn ấp ủ ý tưởng. Vậy mới gọi đây là giai đoạn tìm kiếm. Và thực tế, ta phải thử nghiệm. Ta đang tìm một giá trị mới, rõ không? Điều đó có thể thực hiện được, thông thường được gọi là ươm sơ cấp, pre-incubation. Việc đó càng ngày càng được thực hiện tại các trường thương mại và đại học. Có những người với các ý tưởng nhưng họ không nhất thiết muốn khởi nghiệp một startup hoặc gia nhập một vườn ươm, do đó họ sẽ nhận được sự giúp đỡ để trưởng thành ý tưởng. Startup là giai đoạn tìm kiếm. Giai đoạn tiếp theo là giai đoạn startup, là sau khi tìm được một giải pháp giá trị, bạn sẽ tạo giải pháp giá trị đó. Có nghĩa đây là giai đoạn bạn phải làm cụ thể hóa ý tưởng của bạn, được không? Bạn tạo ra một sản phẩm để tiếp cận với một thị trường. Và đây cũng là một trong các nguyên nhân dẫn đến sự thất bại, là khi ý tưởng của bạn không đáp lại thị trường. Không phải là do ý tưởng không hay, là do sản phẩm xuất phát từ ý tưởng đó không có thị trường. Vậy, giai đoạn startup nhằm phát triển một sản phẩm đáp lại một thị trường nhất định, đồng thời thử thách chất lượng mô hình kinh doanh của bạn, như tôi đã trình bày lúc nãy. Trong khi bạn chưa tìm được một mô hình kinh doanh và chưa bán được sản phẩm, bạn sẽ không chắc chắn là sản phẩm của bạn có một thị trường. Và một khi bạn chắc chắn rằng sản phẩm của bạn có một thị trường, thì bạn sang giai đoạn tiếp theo, giai đoạn tìm kiếm chuyển đổi đã kết thúc. Và bạn vào tình trạng scale up là giai đoạn thực hiện. Bạn phải tạo ra và tăng cường khách hàng, được không? Để đáp lại yêu cầu và cấu trúc hóa tổ chức của bạn, để đáp lại yêu cầu của thị trường. Vậy, thực tế, chúng ta có một công ty đang phục vụ cho một thị trường nhất định. Định nghĩa một startup, đó là một loại hình kinh doanh mới được khởi sự và phát triển trong giai đoạn tìm kiếm, nghiên cứu nhằm cải tiến, hoàn chỉnh mô hình kinh doanh và tài chính của nó. Vậy, bạn có thể nhận ra một định nghĩa như thế. Định nghĩa đó cũng phù hợp với cả sự thành lập của một doanh nghiệp bình thường và cả một startup. Một doanh nghiệp cũng phải hoàn chỉnh mô hình kinh doanh của nó, đúng không? Nó cũng phải tìm kiếm nguồn tài chính. Đối với một startup, nếu thêm yếu tố sáng tạo đột phá và có sự tập trung các phương tiện, thì ta sẽ có một startup. Trên ảnh chiếu này, tôi sẽ không giải thích chi tiết quá trình hình thành một startup. Tuy nhiên, các bạn có thể chú ý rằng, trong quá trình hình thành một startup, rõ ràng sẽ có những thất bại. Tại Pháp, có nhiều thất bại, và tôi không rõ tỷ lệ thất bại tại Việt Nam là bao nhiêu. Nhưng tại Pháp, tỷ lệ sống sót của các startup là 20%, và tỷ lệ sống 20% này là sau khi đã trải qua các vườn ươm. Khá phức tạp phải không? Tại Pháp, người ta công nhận một doanh nghiệp có khả năng tồn tại nếu như nó đã có tuổi đời 3 năm, doanh thu khoảng 1 triệu euro và khoảng 6 nhân viên. Đây là những tiêu chí bình thường. Và trên thực tế, để đi đến thành công, cần có cả một quá trình thử đi thử lại, iteration. Cái đó có thể giải thích tại sao cần thiết lập một hệ sinh thái vườn ươm cho các startup để hạn chế yếu tố thất bại này và giúp các startup khắc phục được những thất bại để tìm ra những giải pháp mới dẫn đến khả năng làm tăng tỷ lệ sống của các startup bởi vì mục đích cuối cùng là thương mại hóa các sản phẩm, là tạo ra giá trị gia tăng, là tạo ra việc làm và sự tăng trưởng kinh tế. Mục đích là như vậy. Cụ thể là chúng ta thiết lập các hệ sinh thái nhằm đảm bảo sự hỗ trợ tốt hơn cho các doanh nghiệp và các startup. Một hệ sinh thái là một cộng đồng sinh học. Đó là định nghĩa cơ bản, bao gồm những thành phần, những tài nguyên, tạo nên cấu trúc của môi trường,
và hình thành môi trường. Cho nên, khi đề cập đến một hệ sinh thái cho startup, chúng ta sẽ dựa vào ba yếu tố tạo nên cấu trúc cơ bản đó. Đầu tiên là những người có tài năng, bởi vì cần thiết có những nguồn cung cấp người có tài. Cụ thể ra sao? Thiết lập một startup không hề dễ dàng. Nó đòi hỏi nhiều công sức, trí tuệ. Phải thật sự có một động cơ. Cho nên, cần những người sẵn sàng bước vào những cuộc phiêu lưu. Đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai là toàn bộ hệ thống cho tổ chức, hỗ trợ và toàn bộ hệ thống để theo dõi, như các luật sư, các ngân hàng, các vườn ươm, các nhà kế toán. Mục đích là để hỗ trợ cho người chủ dự án và đội nhóm, làm sao cho họ có đầy đủ khả năng để đáp ứng một cách tốt nhất cho những yêu cầu của thị trường, những yêu cầu về mặt pháp lý, kế toán và vân vân. Để làm sao trang bị đầy đủ các vũ khí khi khởi nghiệp và có những cấu trúc hỗ trợ. Thứ ba là bạn phải có vốn, bởi vì không có vốn tài chính thì không làm gì được. Đồng ý không? Và khi bạn có vốn, bạn có thể phát triển được các hoạt động. Có nhiều nguồn để cấp vốn tài chính. Chúng ta sẽ không đi vào chi tiết. Có cái được gọi là vốn tình yêu, có cái được gọi là vốn không pha loãng. Có nghĩa là bạn sẽ nhận được một nguồn tài chính không ảnh hưởng gì đến cấu trúc vốn của công ty. Có những nguồn vốn pha loãng, tức là các nhà đầu tư mạo hiểm sẽ mang theo vốn nhưng sẽ chiếm cổ phần của công ty. Vậy, bạn có thể nhận nhiều loại vốn, vốn tài trợ, vốn đài thọ, vốn tín dụng hoặc vốn quy ra cổ phần. Hình này giới thiệu sơ bộ hệ sinh thái tại Pháp. Ở đây có nguồn tài năng. Những người có tài được tìm đến tại các trường lớn, được tìm đến tại những công ty săn đón tài năng và cũng được tìm đến tại các doanh nghiệp lớn, đặc biệt là trên cao nguyên Saclay. Sau đây là toàn bộ hệ thống cung cấp vốn. Hệ thống cung cấp vốn với các nhà đầu tư thiên thần, đó là những người muốn đầu tư và giúp đỡ tài chính cho các doanh nghiệp. Bạn cũng có những nhà đầu tư mạo hiểm và có những trang web nền tảng, thực tế là những quỹ đầu tư quần chúng, là nơi bạn có thể đưa ý tưởng trực tuyến và tuyên bố tôi đang cần 50.000 euro theo dạng cho không, cho vay hoặc mua cổ phần. Bạn có tất cả những gì? Các vườn ươm, các khu co-working và tất cả hệ thống hỗ trợ. Ở đây, chúng ta sẽ xem xét trường hợp cụ thể của Incub Alliance, là một vườn ươm đặt trên cao nguyên Saclay. Và ở đây, theo chiều dọc ngang, có những công ty trong lĩnh vực kết nối hóa. Ví dụ, một trong những công ty nổi tiếng ở nước ngoài là French Tech Việt, chuyên liên kết các bên liên quan đến kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ, ví dụ tại Việt Nam. Có Business France, có những cơ quan nhà nước có vai trò giúp kết nối những người khởi nghiệp với nhau, và có các cơ quan truyền thông sẽ quan tâm đến tất cả các yếu tố trên. Qui vont effectivement aborder ces différents.